Chào các bạn, hôm nay cái chương trình BTV của chúng ta lại bắt đầu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bạn doanh nhân trẻ và bạn sở hữu một cái thương hiệu là Ly Na Chi, chuyên về nấm lên chi. Bạn ra khởi nghiệp từ năm 21 tuổi đã lò mò ra khởi nghiệp rồi, và năm nay là bạn 24 tuổi. Vậy thì bạn sẽ nghe một cái câu chuyện rất là thú vị này, và Beginning vừa công doanh nhân rất vui là đã đồng hành với bạn trong một cái khoảng thời gian khởi nghiệp. Vậy thì bây giờ tất cả những bạn đang xem trên cái chương trình BTV này rất là thắc mắc, bạn tên là gì, năm nay bạn bao nhiêu tuổi, bạn đến từ đâu, bạn có thể cho mọi người biết ạ. Xin chào các bạn, mình là Nhật, hiện tại là giám đốc công ty cổ phần Ly Na Chi. Năm nay mình 24 tuổi và mình đến từ Cam Lâm, Khánh Hòa. Vâng, bạn đã có người yêu, có vợ chưa? Hiện tại mình đang có người yêu được 4 năm rồi và mình đang đồng hành khởi nghiệp chung với mình. Rất là tuyệt vời. Nghe đồn là hồi kia bạn đi bán cà phê dạo nữa, thì bạn kể cái giai đoạn bạn đi bán cà phê dạo như thế nào ạ? Thì cái ngày mà mình rời khỏi nhà dòng, rời khỏi cái ghế sinh viên là mình bắt đầu mình đi bán cà phê dạo. Thì lúc đó cùng lò mò mình với một người bạn là mua được hai cái thùng cà phê, cái thùng khoảng triệu 2, triệu 3 gì đó gắn sau xe, là ở đó thì mình đi mua cà phê này. Lúc đó có 300-400 ngàn vốn trong tay á, đi mua cà phê, đi mua cam, đi mua chân dây, là chủ yếu là lúc đó bán cà phê sữa và cam vắt và chân dây, bốn món chủ đạo. Lúc đó là mình cứ gắn cái thùng cà phê sau xe, là mình cứ chạy lòng vòng từ quận 1 sang quận 3. Có nhiều ngày, cái ngày đầu tiên ra mình bán đúng có một ly, xong rồi công an đuổi, xong mình chạy về nhà luôn, không dám bán lại luôn. Xong ngày thứ hai mình lại tiếp tục, mình quay lại mình bán tiếp. Cái động lực nào, cái động cơ nào mà nó làm cho bạn đi bán cà phê vậy? Thì lúc đó đi bán cà phê với mong muốn là kiếm được một ngày, nghe người ta nói bán cà phê ngày 50-60 ly vậy á. Thì mình thấy 5-6 ly một ngày cũng được 300-400 ngàn, thì tí nào một tháng cũng được gần 9 triệu, ồ ngon quá chứ. Sau rồi mình mới quyết định ra là đi bán đó, nhưng mà mọi chuyện nó không như mình tưởng. Bạn kể chút xíu về là cái thời sinh viên như thế nào, và nghe nói là như là bạn bỏ học đại học à? Tại sao vậy? Dạ đúng rồi, thì sinh viên thì mình ở quê lên, thì thực sự là gia đình cũng không có cái điều kiện cho lắm, cho nên mọi cái chi phí sinh hoạt thì mình phải lo, với lại cha mẹ thì chỉ chu cấp tiền học thôi, còn cái tiền ăn uống mình phải tự đi làm. Thì đến tầm khoảng năm 3 sinh viên thì mình học chuyên ngành điện tử, cho nên ở đó thì suốt ngày mình đi làm mặt thuê cho sinh viên này, rồi lâu lâu có cái cua nào đi photo tài liệu cho sinh viên này mình cũng đều nhận làm hết đó. Thì mình làm đến một thời gian đến khoảng năm cuối rồi, thì chỉ còn cái đồ án tốt nghiệp thôi, nhưng mà lúc đó thực sự mình quá thích kinh doanh đi đó, mình lao ra mình kinh doanh, mình quá thích kinh doanh, cho nên quyết định mình nghỉ ngang đại học luôn, mình ra mình kinh doanh với cái ước muốn là đổi đời và không cho mình con đường lùi như nhiều người ra hay nói là sao không học tiếp đi, lấy cái bằng để mà cho mình một cái cơ hội, lỡ có thất bại gì đó mình quay về mình đi làm. Nhưng mà mình cái khao khát của mình không cho phép mình có cái con đường lùi, cho nên mình nghỉ ngang đại học luôn. Vậy là bây giờ là bắt buộc phải kinh doanh thành công đúng không? Phải kinh doanh thành công. Không kinh doanh thành công là không còn con đường nào khác đúng không? Đúng rồi. Bạn có thể kể sơ về cái gia đình và cái hoàn cảnh của bạn chút xíu để cho các bạn xem để biết. Thì bố mình thì làm thợ mộc, thì cũng đi làm công thợ mộc thôi. Còn mẹ mình thì nội trợ ở nhà thì bình hoàn suốt ngày xưa mẹ mình là cũng suýt mất mạng một lần đó, tại huyết áp tụt thấp quá, mai cấp cứu kịp cho nên cứu sống. Nhưng mà còn các chị thì chị đi tu, một chị cũng lấy chồng rồi đó, cho nên mình đảm đang ra cái công việc là đi làm để kiếm tiền đó, cho nên ở quê thì vào đây thì thực sự cũng không có tiền đâu đó, nhưng mà mình cứ tiền mình bắt đầu cứ kiếm từng đồng từng cắt một vé. Vậy thì cái động cơ nào, đặc biệt là cái động cơ nào, cái khát khao nào mà nó làm cho bạn thắng được cái bằng đại học?
mà đi ra làm kinh doanh có ai xúi không? Hoặc là do suy nghĩ, hay là nhìn thấy một cái tấm gương nào, hay là một cái khát khao thành công gì đó để giúp cho bạn bứt phá. Thì lúc đó thì mình cũng đọc cũng khá nhiều cuốn sách, thì đa số mình thấy là mấy cái ông mà thành công á, có ông nào mà có bằng đại học đâu. Nhưng mà mình lại suy nghĩ như vậy, xong rồi lúc đó thì thực sự cái tiền trong người mà để làm cái đồ án tốt nghiệp thực sự phải nói là cũng không có nữa. Nó tới 20 triệu để làm cái đồ án tốt nghiệp, nhưng mà để xin gia đình thì thực sự mình không có đành lòng mình xin cha mẹ cái tiền để mình làm đồ án tốt nghiệp. Nhưng mà rồi lúc đó thì cũng đam mê kinh doanh đó, suy nghĩ mãi, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cũng đi học trên trường, cũng ráng lên học xin thầy cô cho học được ngày nào học, cuối cùng họ không cho học nữa, cuối cùng mình quyết định nghỉ luôn, không làm đồ án tốt nghiệp luôn. Vậy thì cái khúc lúc mà bạn nghĩ ra bạn làm kinh doanh đó, thì bạn bè nè, gia đình nè, những người thân của mình nè, có cản các bạn không? Có la, có chửi đâu gì không? Thì cái lúc mà mình mới nghỉ học á, thì thực sự là bạn bè là người nói mình nhiều nhất. Bạn bè thì người thì chửi mình, có người thì khuyên, những người thân thân thì người ta khuyên đó, anh chị em họ, anh chị em ruột khuyên xong lấy cái bằng đại học. Tới bây giờ mà mẹ mình còn nói là cái thằng này tao tiếc mày ghê, sao mày không lấy cái bằng đại học đi, mà bây giờ lỡ có chuyện gì ít nhất mày còn đi làm trở lại, chứ bây giờ không có bằng đại học thua cái mấy đứa hàng xóm của mày rồi. Giờ đứa nào đứa nấy có bằng, có công việc ngon lành rồi, thấy mày thì sao. Nhưng mà với bạn thì bạn suy nghĩ như thế nào? Bạn có hối tiếc không, hay là bạn thấy rằng cái quyết định đó là một quyết định tùy vào? Thì hiện tại thì cái quyết mình thực sự mình không có hối tiếc với những cái quyết định của mình. Lúc đó mình quyết định bằng con tim thôi á. Chỉ có người yêu mình là lúc đó là ủng hộ mình thôi đó. Thì thực sự là Tức là không ai ủng hộ dạ dạ đúng rồi, đúng nó kiểu như vậy. Thực sự mình không có một người đồng hành nào luôn á, chỉ không? có ngoài người yêu mình đó. Gia đình thì là luôn là cái động lực để mình tiến tới rồi. Vậy là bạn cũng khá may mắn hơn nhiều người đó. Vậy thì bạn kể cho đôi chút xíu là cái lý do gì bạn chọn cái sản phẩm Lâm Minh Chi, bạn kể chút xíu về cái câu chuyện đó để ra làm kinh doanh. Thì cũng tình cờ ngày xưa mình có đi cái từ thiện, xong rồi mình thấy được cái nấm linh chi này này, xong rồi mình mua về cho mẹ với lại ba với lại một cái bà hàng xóm uống thử. Thì cũng bất ngờ là sau một thời gian mình cũng không để ý gì đâu, nhưng mà người ta uống thì sau một thời gian em nghe về bác, kết quả là cái bà đó là huyết áp ổn định rồi, và cứ Tết năm nào cũng gọi mình mang về đó, cứ hết cái là gọi mình mang về, hết mà gọi mình mang về. Mình thấy wow, cái sản phẩm này sao mà nó tuyệt vời vậy ta đó. Xong rồi mình quyết định mình lên mà mình tìm hiểu, mình tìm tòi, mình ra kinh doanh, mình bán. Nhưng mà ban đầu bán thực sự mình không có thương hiệu, không có cái gì, bán cũng chẳng được cái gì đâu đó. Thì ban đầu mình đi ra công viên mình chào mình bán. Thì khi khi mà mình đi ra công viên á, mình hỏi người ta có mua nấm gì đâu, thì thực sự là ai cũng từ chối, 100 người là từ chối hết 100 người luôn đó. Sau đó mình mới suy nghĩ ra một cái cách khác là mình tạo một cái bản khảo sát đây này, cách cái nấm linh chi mình đi đó, mình tạo một cái bản khảo sát là những cái thắc mắc về cái nấm linh chi mà mình đi khảo sát người ta, thì người ta cho mình những cái phản hồi về nấm linh chi á. Thì vô tình là mình ra mình khảo sát, thì bắt đầu mình có cái lý do để mình nói chuyện với họ, thì họ đồng ý nói chuyện với mình. Có nhiều người nói chuyện đến một tiếng rưỡi đó. Thì khi mà người nào mà đồng ý cho mình về nhà mình tư vấn nấm linh chi rồi á, thì mình đều bán được nấm hết á, còn ban Tuyệt đầu vời, thì không có bán được. quá tuyệt tuyệt vời. Vậy thì vì sao bạn lấy cái tên thương hiệu là Ly Na Chi? Cái tên là Ly Na Chi, bạn giải thích chút xíu à, là nấm linh chi đỏ. Thì từ cái ngày đầu á, mình đặt cái tên thương hiệu á, mình vui lắm, mình suy nghĩ cái từ nấm linh chi, xong rồi bắt đầu mình cắt đầu cắt đuôi cái từ nấm linh chi, xong mình ghép bắt đầu là ly chi đô, là linh chi đỏ. Nhưng mà cảm giác chưa ưng ý lắm,
xong rồi mình cắt ghép cắt đến hồi ra Linachi. Nhưng mà mình đang hình thành cho nó một câu chuyện là Linachi là thương hiệu chuyên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng những cái thảo dược tự nhiên. Cái sản phẩm này dùng cái đối tượng khách hàng nào là dùng cái sản phẩm này được, bạn có thể chia sẻ thêm? Thì hiện tại á, cái môi trường mình phát triển quá nhanh đó, thì cái công nghệ phát triển thì đồng nghĩa với việc là cái việc ô nhiễm môi trường, rồi cái việc mà cái cơ thể của mình bị nhiễm độc hàng ngày á, cho nên các bạn có thể thấy là ba mẹ của mình là bị lão hóa rất là nhanh, có nhiều người bị bệnh như là huyết áp, mất ngủ, tiểu đường hoặc là thậm chí là ung thư đó. Thì khi mà sử dụng cái nấm linh chi này rồi á, thì nó có cái cơ chế là nó giải độc hàng ngày, nó cứ từ từ vậy á, cứ một ngày nó giải độc một chút, một ngày giải độc một chút. Nhưng mà nếu mà mình dùng kiên trì á, thì đến khoảng tầm 4 đến 5 tháng sau là kết quả nó khác ngay đó. Huyết áp thì nó cũng ổn định đó, sử dụng khoảng 1 tuần 2 tuần sau là bắt đầu thấy ngủ ngon rồi. Bạn chia sẻ chút xíu cái công việc kinh doanh của bạn hiện tại thì nó như thế nào? Dạ, thì hiện tại công ty của mình thì cũng làm việc kinh doanh chủ yếu là mình làm trên internet. Cái thứ hai nữa là mình ai có cái vấn đề gì đó thì họ sẽ gửi cái thắc mắc ở lên trên cái website của mình á, thì mình sẽ là người bán hàng và làm marketing. Còn có thêm một cái bộ phận gọi là bộ phận chăm sóc khách hàng đặc biệt của mình, bên công ty mình là cứ hàng tuần là gọi điện đến những cái người mà dùng nấm á, để mà thủ thì, để mà tạo động viên để cho họ sử dụng kiên trì sử dụng hàng ngày, tại vì cái sản phẩm này sử dụng lâu dài thế nào cũng có kết quả. Vậy thì một người khách hàng họ xem online, họ muốn bạn tư vấn thì họ phải làm sao để biết về bạn? Đang xem cái đoạn này nè, dạ, họ sẽ biết. Thì nếu mà bạn muốn được tư vấn thì có thể lên trực tiếp website là linachi.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại là 0919 655 776, hoặc có nhiều cách khác như là lên Google các bạn có thể search là nấm linh chi đỏ Linachi, hoặc là Facebook các bạn search nấm linh chi đỏ Linachi cũng ra, hoặc YouTube cũng vậy, các bạn đều search cái từ khóa là nấm linh chi đỏ Linachi là ra hết á. Một người Việt kiều ở nước ngoài mà họ xem cái đoạn lô này mà họ muốn mua thì họ có thể mua được không? Hiện tại mình có bán đi một số nước như là Mỹ này, Pháp này, và hoặc là một số nước lân cận Đông Nam Á mình á, thì đều có thể là mua được hết á. Thì mình có một số làm việc với một số đối tác là bên logistics á, bên vận chuyển hàng qua nước ngoài á, là đều có thể mua được hết. Hàng vào Mỹ rồi vẫn được hết đúng không? Dạ. Vào Pháp rồi được hết. Tốt. Vậy thì một người nào đó mà muốn làm đại lý cho bạn, họ muốn phân phối ở một cái khu vực nào đó ở tỉnh Yên Bái, ở tỉnh Lào Cai, ở Cà Mau thì họ phải như thế nào? Thì hiện tại cái hệ thống đại lý của mình cũng đang phát triển, nó là cũng được 4 đại lý rồi. Đó, đại lý ở Hưng Yên, đại lý ở Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và một đại lý ở Khánh Hòa. Đó, thì bạn nếu muốn làm đại lý cho mình á thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần không cần nhiều vốn đâu, chỉ cần đam mê, thích về sức khỏe, thích cái công việc mà tư vấn khách hàng, thích công việc kinh doanh, hoặc là thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hết cái tất cả những cái bí quyết hoặc là những cái cách thức mà mình làm sao mình đưa cái sản phẩm này ra thị trường một cách tốt nhất. Vậy thì một cái câu chuyện mà khi ra khởi nghiệp mà nó làm cho bạn buồn, bạn quặn lòng nhất đó là cái câu chuyện gì? Thực sự khi mà mình ra khởi nghiệp á, thì câu chuyện nó làm cho mình buồn nhất á là có những cái lúc mà tiền trong túi mình nó không có một đồng nào hết, trong khi á, khởi nghiệp nó cần rất là nhiều thứ, có nghĩa là công việc nó tấp cho tới mình là mình đau đầu luôn á, là tiền thì không có trong túi, rồi gọi điện cho đối tác này người ta cần tiền để làm cái này, rồi đối tác kia người ta cần tiền như thế này, rồi gọi điện về nhà thì mẹ lại bị bệnh, rồi gia đình thì thực sự là có thằng em đi học nữa đang cần tiền ghê gớm luôn, mà thực sự lúc đó mình không có giúp cho gia đình, không có giúp được một đồng nào hết đó. Đó thì mình cảm thấy cái chuyện đó làm cho mình rất là nó áy náy. Mình chỉ ước rằng là mình kinh doanh sớm hơn, mình đi khởi nghiệp sớm hơn, mình có tư duy sớm hơn đó, để mình có thể kiếm được ra tiền sớm hơn. Bạn có thấy rằng là ra kinh doanh là cứ cần phải đại học hay không, hay là cứ tự lực ra thì học làm thôi? Dạ, thì kinh doanh á, thực sự là mình cần phải đi học các bạn, làm cái gì mình cũng cần phải học hết á.
đó thì bạn đi học trên trường thì cùng bạn phải đi học, bạn mới ra đi làm công được. Thì kinh doanh thì cũng may mắn mình biết tới là B-Training, là một cái ngôi trường mà môi trường bên ngoài mà tạo cái không gian học khởi nghiệp gọi là tốt nhất. Thực sự mình đi học thầy Duy á, mình kiến thức mình sách vở mình chẳng biết được bao nhiêu đâu, mình toàn học từ cái trải nghiệm của thầy không à. Mà cái gì mà học từ cái trải nghiệm á thì nó mới thấm vào trong con người mình được, và khi mình làm rồi á, ô mình vỡ òa ra, ô cái trải nghiệm này nó giống như cái trải nghiệm của thầy cái lúc mà thầy chia sẻ luôn. Có nhiều lúc mà thầy nói một câu mà em trải nghiệm tới gần 1 năm em mới ngộ ra. Hiện tại là cái phong trào khởi nghiệp nó rất là nhiều. Tuy nhiên có nhiều bạn là văn phòng nó cứ cà thò, đi làm ở công ty thì nó chán kinh khủng, nhưng mà muốn ra thì không dám, sợ thất bại. Thì với cái trải nghiệm 3 4 năm là làm khởi nghiệp của em và đưa một cái công ty từng bước nó phát triển như vậy, thì em gửi thông điệp gì cho các bạn trẻ đó? Dạ thì các bạn trẻ mà các bạn muốn khởi nghiệp á, nếu mà bạn thực sự bạn chưa có gì trong tay á thì bạn cứ dấn thân là bạn làm chơi hết mình đi. Còn nếu mà bạn đang có một cái gia đình đằng sau hoặc là đang có vợ con gì đó thì bạn có thể đi bằng hai 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 đường vẫn được đó. Bạn có thể bằng ngày bạn đi làm công, bạn đi làm công ty nhưng mà tối về thì bạn khởi nghiệp cho công việc của mình đó, thì từ từ một thời gian sau bạn mới có thể tách ra được cái công việc đó. Thì mình cảm giác là mình cảm nhận được là khi mà mình đi khởi nghiệp á, cái con người của mình nó khác biệt kinh khủng. Mình nói chuyện, cái cách mình nói chuyện cũng khác, rồi cái kiến thức của mình nó được cập nhật và gọi là liên tục. Những cái trải nghiệm của mình, những cái sự việc mà mình vượt qua đó, thì mình thấy là sau một thời gian mình làm, mình cảm giác mình lớn lên hẳn, mình trưởng thành hơn hẳn luôn đó. Mình không còn như nhìn ngày xưa mình sợ, mình lo lắng, mình sợ sẽ bây giờ có vấn đề là ở đâu là mình giải quyết vấn đề ở đó hết á đó. Mục tiêu của công ty em từ 3 đến 5 năm nữa là gì? À, mục tiêu của em công ty em từ 3 5 năm nữa là phân phối cái sản phẩm này ra thị trường xuất khẩu bên nước ngoài và cho chăm sóc những cái sức khỏe người cao tuổi đó. Thì dân số thì cũng mong mục tiêu thì lên tới tầm 500 triệu một tháng. Tức là doanh số 500 triệu một tháng. Dạ. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vừa rồi các bạn xem cái đoạn tường thuật của bạn Nhật, giám đốc công ty Linachi chuyên về nấm linh chi đỏ. Đây là một cái sản phẩm mà nó rất là hữu ích cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy đăng ký phía bên dưới để chúng ta có những đoạn video tiếp theo. Chào các bạn. Chào các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều.